Con thấy bà dọn dọn trong nhà xong bà vào trong nhà bà ở được các bà. Kê cao nó lên, mưa là mình ngồi trong nhà mình ngủ, nhưng mà mỗi cái nó rột một nửa là Ta biết nhà cửa gì lắm. không Ta mới ưa. ưa cơ. Tại bây giờ cái nhà của bà là một nửa là nó này các bạn, một nửa bên kia là nó bị rụt mái tôn rồi. Có nghĩa là một nửa bên này này. Nửa bên này là nó bị tôn nó bị bể hết rồi, còn nửa bên này thì có vẻ nhìn cũng được. Nếu mà bà mà chịu ấy thì mấy tấm tôn này thì nó không nhiêu tiền hết các bạn. Dạ Đúng dạ. con. Mày Bà đang bị nổi cáu đấy các bạn. Hey, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình đã có mặt tại ấp Đông Nhì, xã Tân Chánh của huyện Cần Đước, tỉnh Long An các bạn. Hôm nay thì mình xuống đây để giới thiệu đến các bạn một cái hoàn cảnh của một bà cụ sống neo đơn các bạn, ở trong một cái khu vực khá là vắng vẻ. Bây giờ mình đã hỏi thăm được tới cái ấp Đông Nhì rồi các bạn. Theo như giới thiệu thì mình được biết là bà cụ sống có một mình các bạn. Căn nhà thì dột nát. Rồi bà sống ở bơ vơ ở giữa ngoài cái cánh đồng các bạn. Thế này bây giờ hôm nay mình xuống đây để mình đi tìm nhà của bà, cũng như chia sẻ cái hoàn cảnh của bà đến với tất cả quý vị và các bạn. Theo như cái bức hình mà một vị khán giả nào đó chụp hình gửi cho mình thì bà cụ tóc bạc trắng, sống ở trong căn nhà mà nó đổ nát các bạn. Hàng ngày bà phải nấu cơm ở ngoài trước cửa nhà, còn không biết được cái chỗ ăn chỗ ngủ của bà như thế nào. Thì hôm nay mình xuống đây để đi tìm. Hiện tại bây giờ mình cũng chưa biết nhà bà ở khu vực nào các bạn. Mình chỉ biết là ở trong cái ấp Đông Nhì này thôi. Bây giờ mình sẽ tìm người để hỏi thăm về bà cụ. Sau khi mình hỏi thăm một số người thì mình đã tìm ra được nhà bà cụ đấy các bạn. Mọi người nói bà, mọi người hay gọi tên bà ở đây các bạn là bà Tám Đực. Bây giờ mình lên đây để mình tìm nhà bà. Biết nó nằm trên lối này rồi nhưng mà chưa biết là nhà chỗ nào các bạn. Mình sẽ hỏi thăm một vài người xem nữa, xem cái ngã ba nào rẽ vô. Gặp một cái ngã ba. Khi nào ngã ba này không? Ngã ba giống vậy rẽ trái. Này mình đã tìm thấy nhà bà cụ rồi các bạn. Nhưng mà nhà không có đường vô. Bà đang nấu cơm hay làm gì vậy các bạn? Thế mình dựng xe ở đây rồi mình vào mình hỏi thăm cũng như nói chuyện với bà. Sao mà nước ngập dữ trời. Lún. Nhà bà cụ đấy các bạn, mình thấy không có đường vào luôn các bạn. Trước cửa là một bụi dừa nước. Bây giờ mình sẽ dẫn mọi người vô để thăm bà nha các bạn. Mình thấy căn nhà thì bốn bên xung quanh thì nước nó ngập khá là nhiều các bạn. Mà không biết thì bà đi vào như thế nào, bà sống như thế nào. Bà đang nấu cơm các bạn.
Con chào bà. Sao nhà bà nước ngập dữ bà? Nước ngập à cơ? Bà đang nấu cơm à? Nấu cơm. Hâm đồ lại nấu cơm. Hâm đồ lại nấu cơm. Hâm cá lại nấu cơm. Dạ. Con đâu đó con? Con ở trên thành phố xuống, con tính ghé thăm bà xíu mà. Ghé thăm bà hả? Dạ. Bà cũng mạnh giỏi. Rồi cũng mạnh giỏi. Con này được bao nhiêu tuổi con? Con đang mới hết 30 thôi bà. Mình có đường nào đi vô nhà bà mà không bị ướt không bà? 30 tuổi không được, lên nước nôi không em ơi. Là phải lội vô đúng không? Nước nôi xong mà đừng có đi qua nó sần không á. Dạ dạ. Ướt quần ướt áo đâu. Dạ. Thế bà ở đây mấy ai bà? Nước ngập. Bà ở đây mấy ai? Ở mình à. Ở mình nhờ cơ. Ông con chồng á, mình 73 tuổi. Dạ. Bà 73 tuổi, bà tên là gì bà? 73. Bà tên gì ạ? Hoa. Bà Hoa. Năm nay 7. Ruộng dạ. Ở đây làm ruộng. À bà ở đây làm ruộng. À ruộng. Có cách nào con đi vô bên đấy con thăm bà được nhỉ? Đây đi vô chị lắm, còn qua cẳng lắm chân á. Ra à. Đường đứng ngon đừng đi vô đây sành trong đó. Ủa con thấy cái nhà bà nó muốn sập này bà. À cái nhà nó muốn sập hư rồi. Mai mai sập đó em. Dạ tối bà ngủ ở đâu? Tối ngủ dẫn nè. À ngủ ngoài hiên nhà đây luôn hả? Cái bình nước nó trôi lình bình này. Mà nó đúng mà muốn sập rồi. Dạ. Tắt mai mai sập à. Vậy ở trong nhà là nó không nó tốc mái hết à bà? Nước không. Nước ngập. Để con kiếm cái cây con bỏ ngang qua đây xong là con đi ngang vào nhà bà nha. Đâu có cây, không có cây nào. Đây, cây này nè bà. Ừ. Con lấy cái cây này con à. Tại mình đi giày các bạn. Nước thôi, con vô con thăm bà xíu. Dạ. Lấy cái cây này à. Được, được, được. Được, kéo cây đó, bắt được, nó dài. Con tính để chỗ này nè, con lội qua cái. Thôi đi, đứng ngoài đường đi, trời đi sình không đứng gì. Con vô con thăm bà. Thôi, được rồi, bà ta mạnh giỏi. Con vô con xin bữa cơm luôn. Chưa nấu cơm. Chưa nấu cơm, mới nấu đồ ăn thôi hả cơ? Mới ăn cá rồi hả? Dạ, để con, chắc con làm cái cây con đặt qua đây cái con đi được mà. Không biết được, không được, có nhà định vô nâng nước nôi không vô chi. Con vô con thăm bà thì xíu. Không được, thôi được rồi. Con xem có khó khăn gì con giúp đỡ cho bà. Mà tấm mạnh giỏi không có gì. Dạ. Bà nấu món gì đó? Hâm cá lại là nấu cơm. Cái đó hâm canh. Dạ. Có cái gì để đi qua được nhỉ? Đi qua chị. Nước này nó bị ngập lâu cho bà. Ngập bữa nào ngập đó. Nước nôi con ra đường đứng em ơi trời đây. Nước nôi sần dơ lắm. Tại con muốn con ghé con thăm bà này, con vô con nói chuyện với bà xíu. Em ơi, tờ nhà như máu què là vô đây chi. Muốn sập rồi. Muốn sập rồi. Mai mai nó sập à. Mai mai nó sập à. Mình lấy cái cây này quá. Cái cây này thằng ấy bắt ngang qua cái là mày đi qua được không? Không có được, cái cây nó bắt đi không có được em ơi. Con bắt cho. Không có được, nó gãy. Không gãy đâu bà. Không có được, ở vô đây chi. Ư trời ơi. Không có được, không có được, không có được. Nó yếu lắm. Nó yếu lắm à cơ. Con nhẹ mà bà. Này con đặt qua đây này. Đó. Làm cái đường vô. Đó. Nó có nhẹ mà không chảy không. Con vô đây với nước nôi xong dơ đây này, con. Vô đây chi. Con đi được mà. Con ra ngoài đường đứng nó khô. Con vào con thăm nhà bà. Không có được. Vô đây chi? Trời ơi, cái cây nó đã gãy, ướt quần áo sao? Không gãy đâu bà. Quần áo làm phai. Dạ, dạ. Bà nấu cá gì đấy bà? Hâm cá là ăn cơm. Hâm cá hả? Ừ. Cá gì đấy bà? Cá phi với cá đối. Bà nấu nhiều dữ vậy hả? Ừ. Sao bà cụ bà ở đây một mình hả chị? Ở mình làm thôi cho con này thăm tí được không? Ừ, nay mai sập ạ. Em đi chia sẻ với hoàn cảnh người khó khăn neo đơn mà chị. Dạ. Là bà cụ đấy bà sao bà nó ở cái nhà này chị? Ừ, tại nhà đó giờ ở đây mà. À. Không chồng con gì. Nhưng mà thôi đừng ngấy tại vì biết sao đâu, ủy ban cũng như là đề nghị lợp nhà lại xây nhà lại cho bà ở rồi bà không có chịu. À, sao vậy? Sao không chịu?
Tám nấu gì mà Tám? Nấu cá. Cô mang nó bụng rồi. Cho con vô con thăm xíu nha bà. Hả? Con vô con thăm trong này tí nha. Không có trong không có ai á. Xin trong nước thôi, con vô chi. Ui trời trời. Vô đây chi, đi nước thôi luôn à. À. Con vô con thăm nhà bà xíu, nhà bà quá trời ve chai này. Hôm ngập hết trơn rồi có ngủ được không? Tám. Trời ơi, trần đây nè. Là bà nằm võng mà ngủ luôn. Con tính ghé biếu cho bà ít tiền. Tiền gì? Con biếu cho bà ít tiền bà xài á. Bà để vô đây cho tiền. Con ghé con đi ngang con thấy bà đang nấu cơm rồi con ghé con biếu bà ít tiền bà xài thôi, không có gì đâu. Con nước này bà lấy ở đâu bà ăn đấy bà? Ừ. Con biếu bà ít tiền nha. Son lủng chảy hả trời. Ủa son nó bị lủng rồi bà? Ờ nó lủng rồi, nó chảy. Bà có một cái son này à? Đồ quỷ lấy son mới ra nấu, đồ quỷ nó lủng chảy nữa rồi. Con biếu bà 1 triệu này mà. Gì? Biếu bà 1 triệu. Con có tiền không chơi dữ vậy? Có, bà cứ cầm đi. Bà cầm mua đồ ăn. Đấy, con biết. Mua thịt ăn hả? Dạ, mua thịt, mua đồ ăn. Bà muốn mua gì bà mua. À. Bà sợ vô rồi nó gãy cây ướt quần, không có quần thai nữa. Dạ, không có gì đâu, con đi được mà. Ừ. Con ở đâu? Con ở trên thành phố xuống. À, phố xuống à, con đi ngang con thấy bà thì con ghé con thảo hỏi thăm một xíu mà. Chắc là tí nữa con về con nói chuyện với bà xíu xong con về. Hả? Con nói chuyện với bà một xíu xong con về. Tại giờ về hả? Dạ dạ. Chả ăn cơm về. Bà nấu cơm này con xin ăn với. À, nấu cơm nè. Dạ. Cái này ăn cá lại. Dạ là tối bà nằm đây bà ngủ luôn à? À nằm đó ngủ con còn trong nước thôi ngủ được. À. Nhà thì muốn sập rồi. Ăn ngủ tại chỗ này luôn. Nhưng quay ở nhà tao lấy như cái đất đẻ rồi nha. Con thấy trong nhà sao nhiều ve chai á bà? Chai nước ngọt uống tao lượm đi bán mà nước ngập nó trôi đó. À, có nghĩa là bà đi lượm ve chai rồi. Có đường nào vô trong nhà được không bà? Hả? Có đường nào vô nhà được không? Đường vô nhà chi nước nó ngập mà vô. Con ngó tí xem mà trong nhà nó rộng không? Ừ. Nước nó ngập cái ghê chứ. Dạ dạ, tối là bà ngủ đây luôn rồi các bạn. Bà ngủ ngoài bóng này luôn, ngủ ngoài cái máy hiên nhà này luôn. Còn mấy cái cột này thì nó đụng cái là nó sập luôn này. Ở trong này biết nó sập đến khi nào luôn. Con sợ nó sập với chứ bà ngủ đây sợ nó sập nhà chứ. Đây các bạn. Ô, hồi quá. Gạo này, mì này nó trôi hết rồi. À ghê không thấy không? Nằm coi trên nắp á. Biết sao chốt đi á. Nó chập rồi. Giá sập mẹ. Sập rồi bà lấy chỗ đó bà ở. À. Không có nhà ở chơi. Ủa sao gạo ở đâu mà nhiều chứ bà? Hả? Gạo cái này. Dạ mua. Người ta để nó ngập nước vậy nó hư hết rồi nè bà này. Nước ngập hết thì nó hư hết. Dạ, nó ngập con thấy nó ngập hết lên trên lên đến trên luôn rồi. Mì này, gạo này. Sao bà? Cái nhà toán như cái máu què chứ giờ mày ngồi dẫm chơi được đó. Dạ. Là hàng ngày bà làm cái gì bà? Măng ruộng. Tao ghét qua nó cái nhà là 10 tỷ. Nó nói không còn chỗ. Nhà tao ở 10 tỷ. Con thấy nó bị sập hết rồi. Ừ. Trong nhà thì bây giờ ve chai mới cả bao bì. Đây các bạn. Bà đi gom ve chai thứ về bà để đây này. Gạo thứ thì bây giờ bà để đây thì nó cũng hư hết rồi, nó mục hết rồi. Ve chai này. Rồi mì này. Nó ướt hết cả gạo của bà rồi.
Bà sống ở đây lâu chưa bà? Sống từ nhỏ tới lớn. Từ nhỏ đến lớn luôn. Làm ruộng. Làm ruộng. Là bà không có chồng con gì hả? Không chồng con, làm ruộng á, già chút dưới ruộng của tao không á. Dạ, dạ, cho con đi qua. Đó, mày đứng dưới ruộng của tao không á. Dạ, dạ. Tao có sẵn á, cái cây nó mục, nó gãy rồi ướt quần quần rồi thay. Dạ, 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 con đi được, không sao đâu bà. Con thấy cái nồi này nó chín rồi đấy bà nấu cái gì trong này? Có tao cho tay được, cái đường bà đó bà không được. Dạ. Không là chơi xôi mới nấu cơm. Nhà bà, nhà bà còn anh em không bà? Hả? Nhà bà còn anh em không? Gì? Nhà bà còn anh em không? Nhân gì? Có anh em gì không? Có anh trai, em gái, ta 8 trai một gái mình tao gái à, trai à. Không mà. Dạ có mình bà. Chết bây giờ còn anh hai với anh tư với tao nữa là ba anh em. Vậy là còn... hai trai một gái. 8 người nhưng mà giờ còn có 3 người thôi. Ừ. 8 trai, một tao gái. Dạ, nhưng mà mất hết rồi. 8 trai một tao gái mà chết bây giờ còn người anh thứ hai, anh dạ. thứ tư, tao nữa con gái này là ba anh em. Dạ. Còn như chết rồi. Rồi anh em có ở gần đây không bà? Ở thành phố một thằng, dạ. thằng ở Tây Ninh, còn tao ở Sơn Chánh. Dạ. Cho bà tí bà nấu cơm bằng cái nồi này luôn à? Nó cái nấu cơm nồi này, nấu cơm nồi kia, cái xuống cái nồi này. Dạ. Nước này là bà hứng nước mưa hả? Có ông tên á. À, tên. Dạ dạ dạ. Có ông tên. Vô có ông tên nước làm quần. Nhà mình này nó bị sập lâu chưa bà? Hả? Cái nhà bà này nó bị sập lâu chưa? Cái nhà này á, lâu rồi nó muốn sập. Dạ. Vì ở lâu quá nó muốn sập. Dạ. Chứ có nhà mới. Sáng giờ chưa cơm nước hả? Dạ chưa bà. Con tính... phố mới xuống hả? Dạ. Con tính ghé xin cơm ở nhà bà này. Ừ, không, không đa ở nhà nào. Dạ? Không đa. Con ở trên thành phố á. Con đi xe Honda xuống. Chạy nào, chạy nào. Con chi đi ngõ này này, dạ. Tại sao cái ve chai trong nhà bà không bán bớt đi bà? Bán xong dọn dẹp cho nó sạch. Ờ, để đó. Bà cất tiền đi. Mua thịt cho ăn không? Dạ, bà mua thịt, mua cá bà ăn. Ừ, nó đúng là mua thịt, mua cá. Dạ, bà muốn mua gì bà mua. Rồi bà ngủ ngoài đây bao nhiêu năm này bà? Mới này à. Cái nhà con thấy là có cây cối thứ nó leo rồi, chắc cũng lâu lắm rồi, mấy năm rồi. Ừ, lâu rồi, không sao. Dạ. Ba mày ghét mày nữa. Tao ghét không, tao nói nhà tao 10 tỷ. Vô thấy nhà 10 tỷ không? Trên nóc á, thì ông Trúc đi bay đó, bay tôn hết. Dạ, nó bay hết tôn hả? Ừ, mái nhà bây giờ nó bị bể, bị sập hết rồi. Nói 10 tỷ. Nhà nó què 10 tỷ. Ông đó. Mà ông tao, ông nhà nước mà nó tao. Ừ. Nhà bây giờ bà chất đầy ve chai luôn trong này mà. Không có giường, không có chiếu ngủ. Ừ. Nhà nước mà nó tao xong. Nhà nó nứt nửa nhà luôn rồi. Cái nhà nó nứt nửa, làm đôi luôn. Tao ghét tao nói 10 tỷ. Tao ghét ông nói nhà tao ở nhà 10 tỷ. Tôi ghét ông cơm nước ở nhà 10 tỷ. Dạ. Tôi ghét ông nhà 10 tỷ. Ghét ông nhà 10 tỷ. Ghét. Cái món đấy là món gì vậy bà? Hả? Món đấy món gì? Canh. Canh. Cái đâu cái này canh. Dạ. Canh là qua chai. Dạ. Một ăn chai. Dạ bà múc ra bà lấy cái nồi đấy bà nấu cơm. À lấy cái nồi nấu cơm. Múc canh ra nấu cơm. Dạ. Tôi ghét ông ấy ở nhà 10 tỷ. Dạ. Nhà dành 10 tỷ phải không? Tôi ghét ông ở nhà 10 tỷ. Ồ, cái cột mà đụng vào cái là đá nó rớt này. Ừ, trời, có nó chứt ra. Nó nát hết rồi. Sao bà không dọn nhà, dọn ở trong nhà đi xong bà sửa nhà bà ở bà? Ừ. Dọn dẹp hết ve chai đi xong bắt mình sửa nhà mình ở. Ừ. Có thấy bà ở ngoài đây mưa gió thì làm sao bà tú mưa được? Mưa thì làm sao bà? Mưa thì ngồi đây nằm có ướt. Mưa là ngồi nó không ướt. Ừ. Nằm giẫm nè. Dạ.
không biết tôi ghét không, ở nhà 10 tỷ. Ghét phải không? Nhà đi ghê nó 10 tỷ. Lấy cho con. Dạ. Xong mà tráng cái xong đấy đi rồi bắt đầu mình nấu cơm. Sao bà không dọn nhà đi bà ở bà? Ở trong nhà. Sao không dọn ở trong nhà để lấy chỗ ở? Trời ơi, ông Cốt đi á. Nhá? Ông Cốt đi tân banh đó. Mình dọn dẹp xong mình vào trong nhà mình ở. Ừ, trước đi. Có nhìn được. Nước nôn giờ ở đây nè. Nước nó ngập dữ lắm à bà? Ừ, trời ơi, nước ngập. Nó ngập lên, lên. À kìa, nó lập ngập lết tít lên kia kìa. Ừ. Các bạn nhìn thấy cái bức tường ấy, chỗ cái vết sơn đó là nước ngập lên đó. Nước quá trời ngập nữa. Nước nó ngập vậy bà ngủ ở đâu? Ra ngoài đường ngồi. Ra ngoài đường ngồi. Nó ra đường nó ngồi. Chứ trong đây sao mà làm được. Khi nào hết hết nước hết ngập lại vào. Nước cạn rồi vô. Dạ. Là bữa nay nó hay ngập lắm à bà? Quá trời. Mấy giờ là nó ngập bà? Hả? Mấy giờ nó ngập? 5 giờ sáng ngập. 5 giờ sáng là ngập. Ngập là bà ra đường mà ngồi. Ra đường nó ngồi, nhờ ẩm mần đường á. Dạ. Ở đường nó ngồi, còn cái dẫm này thì xách bỏ vỏ xách chạy mãi. Dạ. Gỡ cái dẫm ra, bỏ vỏ xách chạy mãi, nhờ ẩm mần đường á. Dạ. Còn đường trước trời đất cái cọng nó lên tới đây. Dạ. Rồi chỗ này là nước lên đến đâu bà? Trời, nó lên á. Nó lên tới đây nè. Dạ. Nó lên. Tới đây thôi nè, lên tới đây thôi à. Dạ, dạ, dạ. Vậy là nước nó không nằm được đúng không? Không, bởi vì nó lên nước lên. Lấy gạo. Con thấy gạo nó bị ướt hết ở mục ở dưới. Ám không có để gì cờ được con. Dạ. Cho bà con một cách rất đẹp ha. Dạ. Bà con đó bầu không? Để vô quần què ai dẫn nhà nhớ để vậy. Khùng ha. Con thấy bà dọn trong nhà xong bà vào trong nhà bà ở được các bà. Ừ. Kê cao nó lên. Mưa là mình ngồi trong nhà mình ngủ, nhưng mà mỗi cái nó rột một nửa là... Ta ghét nhà cửa gì lắm. Ta không ưa. Không ưa cơ. Tại bây giờ cái nhà của ba là một nửa là nó... Đây này các bạn, một nửa bên kia là nó bị rụt mái tôn rồi. Có nghĩa là một nửa bên này này. Nửa bên này là nó bị tôn, nó bị bể hết rồi. Còn nửa bên này thì có vẻ nhìn cũng được. Nếu mà bà mà chịu thì mấy tấm tôn này thì nó không nhiều tiền hết các bạn. Dạ dạ. Này gạo người ta cho đấy bà. Lập mấy tấm tôn lại, mỗi cái là cửa, mấy cả nước ngập các bạn. Nhà này nói chung là giờ cũng phải, nếu mà làm nó phải ở, phải kê cao lên mới ở được. Úi dồi, trời. Ngày bán mấy chén bà? Hả? Ngày bán mấy chén gạo? À, 2 chén. Nấu là chiều bán luôn hả? Hay là không có gia đình ấy, bà ở vậy luôn. Ô, khéo tép à.
Bà có muốn dọn nhà không? Con dọn phụ bà. Hả? Bà có muốn dọn trong nhà vào ở không? Ừ. Dọn dẹp đi xong con dọn phụ cho. Nhà có đâu có mà gì đâu. Nhá? Nhà không có làm nữa. Không làm gì hả bà? Ừ. Để vậy luôn hả? Đụng có giọng lắm giờ quá. Nó bây giờ rốt cái nhà này cho nó cháy mẹ nó. Theo như mình nghĩ thì bà đang có một cái vấn đề gì đó bức xúc các bạn. Cực kỳ bức xúc luôn. Bà cũng nhiều đồ cơ mà. Tức cái gì bà? Bà đang tìm cái gì các bạn? Chết hết được tụi mình. Quần áo bà bỏ trong xô à? Đồ đạc các bạn nó đổ tùm lum, kiểu là nước nó lên đấy các bạn. Rồi bắt đầu nó đổ tùm lum hết, rồi nước nó vào ngập hết trong nhà. Mình nghĩ là bà có một cái gì đó bức xúc cực độ luôn các bạn. Dầu ăn mắm muối người ta cho về chất một đống rồi các bạn. Gạo cũng chất một đống. Mì, dầu ăn cũng chất một đống luôn. Bà đang bị bức xúc một cái gì đó. Theo như mình nghĩ là như vậy. Đồ đạc là bà bỏ hết vào xô để cho nó phải mưa, nó phải bị trôi đi đấy các bạn. Ủa em, chưa? Bà đang bị nổi cáu đấy các bạn. Không biết là cáu về cái gì. Thank you.
Thôi bà nấu cơm đi bà. Bà nấu cơm ăn đi. Bà có muốn dọn dẹp không? Con dọn dẹp phụ cho. Đâu có gì dọn dẹp. Tôi đi nồi cho. Dạ. Em tôi đi nồi. Tôi về ăn một nồi nữa không ăn? Dạ. Dạ. Bà nói chuyện một mình quá. Hôm nay các bạn thì mình cũng tới mình thăm bà các bạn. Bây giờ mình cũng thay mặt trời. Chị Tuyết, anh Châu, anh Phụng gửi biếu cho bà Triệu để mua đồ ăn các bạn. Bà đang nói cái gì các bạn? Tôi không có quen mà tới đây nữa. Này, bà đang nói, nãy mình hỏi thì bà nói không nói con. Bà nói chuyện với ai ấy bà? Đâu có nói nhà đâu. Con biết nhà cửa hay gì mà. Con thấy bà nói là không quen đừng đến đây nữa đó. Ừ. Là bà nói ai vậy bà? Đâu có ai. Con biết, con biết người ta. Dạ dạ. Biết thích đi. Dạ. Mình tính khuyên bà để dọn dẹp cái nhà với cả ví dụ như lập cái mái tôn lại cho bà nhưng mà bà không chịu. Cái thứ nhất là vậy, cái thứ hai nữa giờ cái khu này các bạn giờ người ta bồi đất xung quanh nhá, cho nên là giờ cái nhà này nó ở ngay chỗ trũng thì nước nó sẽ ngập lên suốt quanh năm suốt tháng các bạn. Thế bây giờ mình tới có duyên gặp bà thì mình thay mặt chị Tuyết, anh Châu, anh Phụng gửi biếu cho bà Triệu để bà bỏ túi bà có tiền mà bà ăn uống nó kia thôi, bà mua thức ăn thôi. Sao bà? Tôi dành nhà giàu. Hình như bà có cái gì bức xúc đúng không bà? Tôi sợ lắm rồi. Tôi nghe nó nghèo tôi run. Nghe thấy nghèo là run rồi cơ. Bà tiếp vào đây đó. Tôi đi mời nhà nghèo. Thấy không? Dạ. Phải không con? Dạ. Một cái đi mời nhà nghèo. Cái gạo của bà hình như nó bị mốc hết rồi bà. Con ghét trời ơi. Tôi ghét quá trời đi.
cho người ta chơi. Thì mình nghĩ là bà cô này đang bị ức chế hoặc là có bị người ta hiếp đáp như thế nào đó, bị ức chế đến đến cực độ luôn đó. Tôi dành người ta lại đây đi, bắt anh xã lấy dao đâm cho chết hết trơn, đâm dục còn xong á. Thôi con đi nha bà. Nấu cơm ăn rồi đi. Thôi con đi đây, bà nấu cơm bà ăn đi. Con đi đây. Thế mà không ăn hả? Dạ, tại vì con đi ra ngoài kia có việc nữa. Ăn cơm dĩa hả? Dạ, dạ, ăn cơm dĩa. Vuông tiệm ăn. Dạ. Nào, trời đi ăn đi. Dạ, dạ. Tao nấu cũng hơi lâu. Dạ, bà nấu cũng hơi lâu đúng không? Nấu lẹ gì được. Dạ. Lại đây đi. Thôi con đi nha. À con đi con. Dạ dạ dạ. Bà nấu cơm đi, con đi đây. Chứ nữa ăn cơm phải lâu. Dạ dạ, chờ cơm hay lâu bà, con đi nha. Ăn cơm dĩa. Dạ dạ. Bây giờ mình sao mà đi cái cây nó gãy cái dạ. Quần áo đó. Dạ không gãy đâu bà. Dạ. Dạ. Các bạn ơi, thì mình thấy bà sống ở đây các bạn, theo như mình suy nghĩ nha, là bà đang bị ức chế, cũng như bị một cái gì đó cực kỳ là ức chế trong người luôn. Cho nên là bà mới để nhà cửa như vậy, cũng như xung quanh nhà bà thì bị ngập hết rồi. Hôm nay mình tới thăm bà một chút vậy thôi, mình giới thiệu đến các bạn. Thì để từ từ nếu mà có dịp thì mình sẽ tới mình tìm hiểu thêm về cái cuộc sống của bà xem như thế nào các bạn. Bây giờ mình cũng xin dừng và kết thúc video đây nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong clip sau.